Xin chào các bạn, đây là đường Ông Ích Khiêm. Khu vực đoạn này là gần biển này, Thanh Hải này, rồi bên đây là đường cấm Thanh Hải này, bên đây là Thanh Thủy này. Những con đường cắt ngang đây, đây là đường Ông Ích Khiêm đây, rồi rẽ trái là Thanh Sơn, khu dưới đây là Thanh hay Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Hải. Đây tôi là sẽ lên chạy con đường Ông Ích Khiêm này, đi ngang qua cái chợ Cồn nha. Ngang qua chợ Cồn rồi lên đường Lê Đình Dương, rồi tôi sẽ rẽ trái đi theo đường Lê Đình Dương theo yêu cầu của một người đã nhắn tin cho tôi. Ông Ích Khiêm, Lê Đình Dương, chợ Cồn. Mình đã rẽ phải nên là đến Tiên Hoàng này, khúc chỗ này, tôi đi thẳng đường Ông Ích Khiêm này. Thấy phía trước là đường Trần Cao Văn đấy. Khu vực này là gần bệnh viện này, để các bạn rẽ trái là đoạn Đống Đa này, tới khúc nữa là Quang Trung, Quang Trung là đường bệnh viện đấy, rồi chỗ này là đường Hải Phòng nè, ngõ tư Hải Phòng Ông Ích Khiêm. Lê Dũng cắt ngang Lê Dũng.
trái tôi là chữ còn. Chợ cồn rất là đông luôn. Tiếp tục đi trên đường Hoàng Bích Khiêm. Nguyễn Thái à, ra Thái là Nguyễn Thái. Rồi tôi tới Lê Đình Dương, tôi ra Thái nha. Lê Đình Dương đâu? Phía trước là Lê Đình Dương. Này, Lê Đình Dương nè. Đấy. Lê Đình Dương này là bán nhiều những cái xe nước mía này. Chuyên sản xuất xe nước mía là đường Lê Đình Dương, đầu đường Lê Đình Dương ở Bích Khiêm. À, xe nước mía. Tiếp tục đi lên Lê Đình Dương, Tiểu Nữ Vương. Cắt ngang là Tiểu Nữ Vương. Lê Đình Dương. Cắt ngang là đường gì đây? Tiếp tục đi trên đường Lê Đình Dương. Lê Đình Dương. Lê Đình Dương đẹp nha. À, Lê Đình Dương chỗ này là không cho đi thẳng bởi vì ngược đường. Rồi ra đường Nguyễn Văn Linh. Trinh nè.
tiếp tục lên đường Phan Chu Trinh. Phan Chu Trinh là đường rất là lâu mà còn tồn tại đến ngày hôm nay là đường Phan Chu Trinh. Đường có nhiều cái cây cổ thụ, cây xanh và vỉa hè rất là bự, rất là xanh xui. Chúng ta đi một chiều nha. Đường cắt ngang là Chu Văn An. Rồi tôi rẽ trái. Rẽ trái là đường Tân Nữ Vương. Đường núi Thành, đường núi Thành, video của tôi đến đây kết thúc các bạn ha. Hẹn các bạn video sau. Xin chào các bạn.